Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Xuân Gold mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể giải thích chưa vậy? Chị ơi! Chị Đậu ơi! Chị Đậu ơi em nè, chị Đậu! Chị Đậu ơi! Chị có nghe em kêu không chị Đậu? Chị Đậu ơi! Chị ơi chị! Chị ơi! Ê! Cái gì vậy? Cần! Trời ơi! Quỷ! Quỷ ma! Trời ơi! Con hồn cắn đảng đâu vô lẹ vô trời! Chị ơi! Chị, cái gì vậy? Sao vậy chị? Sao mấy ba hả? Mẹ em dài. Trời mày giống phim ma quá mẹ, phải mấy ba. Em nè. Sao mày làm gì bịch thấy ghê vậy mày? Trời ơi, em phải cải trang á, trốn nhà chồng em đi qua gặp chị nè. Mày làm thấy ghê quá, mày bị kêu tao làm như vong hồn vậy đó. Đang coi phim ma nữa. Chị, bây giờ sao rồi? Cái gì vậy? Dụ em nhờ chị á. Mày nhờ tao vụ gì? Trời ơi, đi xin bùa cho em đi, em để em trai. Không phải, tại mày làm tao sản hồn, sản vía tao quên rồi. Cái bùa tao để đâu? Trời ơi, cái bùa thầy cho chị với em mà. Ủa sao bùa sẽ giấu trong nách? Tại giờ ông tên ba nách, tao nhớ là cái ngã ba có cái nách. Rồi đây nè, mày làm tao run quá, tự nhiên mày bịt mài này nè. Sao sao bùa người ta mà để ở đó, sao linh? Ổng còn để chỗ hiểm nữa. Vậy hả? Cái này á là mỗi lần đêm á, hiểu không? Mà mày đang hình sự chồng mày á, mày kêu ngưng, hiểu không? Ngưng lại, mày lấy ra mày hít 7 lần 7, 49 ngày hít xong là mày điếu luôn. Đi quên, hít xong là nó nằm thẳng chiếu luôn. Chị ơi, buồn kẹp nách mà em phải hít hả chị? Bà Đậu ơi, ra chợ bà. Trời đất ơi, nó đổ xô ra, nó bán xeo quá trời xeo luôn, tôi bà ra lượng quá. Ủa? Ở đâu ra cô bé hoàng khăn đỏ nhà bà vậy? Nhưng cháu đi quên em đi bệnh trái gà mà nhỏ nổi ngộ, nó hình trái tim không thấy cưng. Ủa sao trái gà ngộ vậy? Đâu tôi coi. Thảo đừng trái này coi. Nó bị câm. Cô ơi, cháu muốn đi về. Câm, nó bị câm. Bị câm mà sao vậy cô ơi, nghe giọng quen quen vậy trời. Bà kêu. Cái dáng này cũng quen quen nè. Bà giấu tôi gì không? Đứng lại. Mở khẩu trang ra. Dạ. Trời đất, tôi chưa nghe giọng nói là nghi nghi rồi bé bà. Dạ. Bà Đậu. Hai người riết rồi coi tôi mới ra gì nghe. Có chuyện gì giấu giếm giếm tôi vậy hả? Không. Khai thiệt. Không có. Chứ tại sao mà lại vì phải chùm khăn kín mít thấy tôi qua cái là lén lén lúc vậy? Không có. Đúng không Cao? Không có. Thôi, không cần phải tập trước vậy đâu. Nói thiệt đi. Thật ra nó là em á, muốn sinh con trai. Ừ. Không, mà không biết nó có ra được con trai không. Cho nên chỉ nói là chỉ đi thỉnh bùa của ông thầy kẹp nách về cho em hỡi. Cho em có con trai. Ông thầy ba. Mà tại ông tên nách nên ra thầy ba nách. Xin bùa của thầy ba nách. Dạ nói chị ơi. Về để con trai. Dạ. Rồi tránh ra đi kẹp trong nách thầy gì nghe mùi quá trời mùi luôn à. Nó nặng mùi gần chết. Vậy đó mà kêu em á, mỗi ngày á là phải hỡi cái này á, 7 lần 7, 49 ngày mới được đẻ con trai á. Vậy mà em cũng tin. Tin lận mẹ. Tôi đẻ hai thằng trai đó. Tôi thiệt á, bà tào lao quá. Trời ơi, bà bạn tôi mới đẻ 5 thằng trai. Cái thằng kia út đẻ ra nó trắng bóc hà. Là cũng hửi bù của thầy ba nách luôn. Đẻ đứa năm ra đem phơi nắng nó giờ nó mới đen. Vậy hả? Ừ, đen đều cũng có móc. Chị nhà là bà cũng tin được cái chuyện năm phản thằng, quá đẻ hả? 5 thằng mà nó phải đẻ 1 thằng. Đẻ cái gì? Cái nhờ, chuyện đó là nó trùng này nè. Nó trùng hợp thôi. Trùng hợp ngay cái lúc bà với chồng bà là ngay cái ngày hôm đó nó đẻ ra con trai. Chứ làm sao có chuyện hửi bùa mà đẻ con trai được? Bùa, không tin hả bà? Không bao giờ. Bả đường Trường Sơn là bà hửi đẻ 5 thằng trai. Phải không? Hửi bùa thôi hả? Hửi thôi đẻ. Thôi không bao giờ tin được. Mẹ tôi nói bà không tin đâu. Thằng trai Út có gì cực kỳ. Cười lên cái đẹp tuyệt trắng bóc. Chị, bà nói như vậy đó, tưởng như làm cho em quán đó. Một chị nói là không được, chị nói được rồi. Sao mà được? Cái chuyện phản khoa học gì bà cũng tin bây giờ nghe. Bà có hửi không? Bà đẻ hai đứa con gái mà. Không, tôi mới hửi gì hết trơn á. Cái chuyện đó chuyện phản khoa học bất mới cho tôi phải hửi. Đâu hả? Không phải à? Nghe chuyên gia tôi giải thích đi. Nghe đi chị ơi, chuyên gia kêu kìa. Đâu, chuyên gia đâu?
Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, ngày hôm nay Cát Tường muốn chia sẻ một vấn đề cũng khá là nhạy cảm mà tất cả các gia đình khi mà muốn có con nhỏ thì đang đều rất quan tâm. Đó chính là làm sao để có đủ nếp và tẻ. Những gia đình mà có con trai thì lại mong muốn có một cô con gái, và ngược lại, những gia đình chỉ có con gái rồi thì lại mong muốn có một cậu con trai. Thì để chia sẻ về vấn đề này, ngày hôm nay xin mời quý vị hãy gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa thành phố Cần Thơ. Dạ chào bác sĩ ạ. Chào Cát Tường và các bạn. Dạ thưa bác sĩ, thì Cát Tường có đọc được rất nhiều thông tin về việc sinh con theo ý muốn, thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp nào vậy thưa bác sĩ? Nói về phương pháp mà sanh con theo ý muốn thì có hai phương pháp, tức là một phương pháp thì can thiệp bởi y học, một phương pháp thì theo tự nhiên. Phương pháp theo tự nhiên thì tôi nghĩ rằng hiện nay là cái phương pháp theo tự nhiên thì được nhiều người ưa chuộng hơn. Vậy thì cái phương pháp theo tự nhiên này chúng ta phải để ý đến những điều gì và cụ thể là nó như thế nào ạ? Về phương pháp tự nhiên thì cái điều đầu tiên thì người phụ nữ phải có một vòng kinh tốt. Đó thì tức là chu kỳ kinh thì 28-30, thì đây là một cái chu kỳ kinh mà tương đối là dễ thụ thai cho người phụ nữ. Đó là cái phương pháp tự nhiên, tức là mình căn trứng trước ngày rụng trứng và sau khi rụng trứng. Còn thứ hai, phương pháp thứ hai nữa là mình ăn uống các cái chế độ dinh dưỡng, những cái sản phẩm mà nó có liên quan tác động tới cái bộ phận sinh dục để hỗ trợ. Rồi tự nhiên nữa là cái phương pháp ví dụ như là mình chế độ làm việc, nghỉ ngơi. Đó, thì mình cũng là một trong những phương pháp mà giúp hỗ trợ thêm cho quá trình thụ thai nó sẽ nhanh hơn. Bác sĩ vừa có chia sẻ là chúng ta có hai phương pháp để có thể sinh con theo ý muốn. Bác sĩ có thể nói rõ hơn về những cái ưu việt của hai phương pháp này ạ? Thì đối với cái phương pháp mà tác động bởi y học đó, thì như vậy thì có thể ví dụ như là những cái người mà phụ nữ mà vòng kinh không có đều, rồi là cái chu kỳ kinh của họ cũng lộn xộn và họ mong muốn có thai mà không có thai, thì thường những người đó đến với các bác sĩ chuyên khoa thì thường người ta sẽ dùng máy siêu âm, ví dụ siêu âm đồ gió âm đạo để mà người ta căn trứng cho cái người phụ nữ đó và hướng dẫn người phụ nữ đó trong thời gian mà bắt đầu có năng nõn trưởng thành thì bắt đầu mình quan hệ. Thì cái phương pháp này thì đây là một cái phương pháp mà hiện nay bác sĩ sản khoa thì sử dụng khá nhiều, và cái ưu điểm của nó thì mình căn được cái thời kỳ mà coi như bắt đầu biết trứng nó rụng thì mình sẽ quan hệ, thì nó cái tỷ lệ đậu thai nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì về mặt nhược điểm đâu phải ai cũng đến với bác sĩ chuyên khoa được, và ai cũng không biết là lúc nào thì mình rụng trứng đâu mà đến. Đó là cái điều mà hiện nay không phải người nào cũng có trình độ để hiểu được vấn đề đó, nhưng mà thường những cái người người ta thấy sao mà một vài chu kỳ không thấy có thai gì hết trơn mà quan hệ bình thường thì thường họ đến với các bác sĩ chuyên khoa. Hoặc là trong cái vấn đề mà hỗ trợ sinh sản về cái thụ tinh trong ống nghiệm thì người ta chọc hút trứng luôn. Chọc hút trứng để mà coi như là cho giống như là thụ tinh thẳng với tinh trùng qua cái hệ thống của thụ tinh nhân tạo thì rất là ok. Đúng không? Thế nhưng mà thực sự ra những phương pháp đó là mang tính chất là khoa học hiện đại rồi, thành ra không phải khách hàng nào mình cũng thích cái phương pháp đó. Còn hiện tại bây giờ thì phương pháp tự nhiên chị em vẫn ưa chuộng nhiều nhất, và đa số là nó chọn đến cái phương pháp tự nhiên, còn phương pháp kia thì gần như cái tỷ lệ nó rất là thấp. Hồi nãy bác sĩ có nói về cái việc là canh ngày rụng trứng gì đó, nó là coi như là một cái phương pháp để mà mình sanh con theo ý muốn tự nhiên. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể canh được chính xác? Nó có cái công thức nào hay là cái cách thức nào để mình canh hay không ạ? Nó cũng rất đơn giản, thì thường là nếu mà muốn mà căn trứng cho nó đúng á, thì đối với vòng kinh đều thì không khó khăn. Ví dụ như là vòng kinh 28-30 ngày có kinh á, thì cái thời kỳ rụng trứng nó sẽ rơi vào khoảng từ ngày 12, tức là từ ngày thứ 10 cho đến ngày thứ 15, nhưng mà thường dao động qua ngày thứ 12 đến ngày thứ 15 thì trứng của chị em mình sẽ rụng. Thì nếu như mình căn vào thời điểm đó mà mình quan hệ thì cái tỷ lệ đậu thai rất là cao. Nhưng mà cái trứng đó thì nó chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ mà thôi. Do đó thì là nếu như mình quan hệ mà sau khi qua 24 giờ đó thì cái khả năng nó sẽ là đậu thai nó sẽ khó hơn. Nhưng mà nếu như mà tinh trùng mình quan hệ trước đó thì tinh trùng sống dai hơn được 72 giờ. Thành ra thì khi là mình quan hệ trước cái thời kỳ rụng trứng thì tinh trùng vẫn nằm ở đó, thì khi trứng rụng thì nó đón trứng thì vẫn là thụ thai được. Nhưng mà đó là chỉ mới thụ thai được thôi, còn làm sao để mình chọn cái thời khắc nào là để mình quan hệ để mà ra được con trai hay là con gái, tại vì mình đang muốn là sinh con theo ý muốn. Cái vấn đề mà sanh trai hay gái thì mình phải hiểu một vấn đề là hiện nay là nó là một cái đồng hồ sinh học, là có người sẽ như hai trai, có người sẽ hai gái, có người toàn trai toàn gái. Là cái quyết định trai hay gái là chính là người nam giới, là cái nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y. Nhưng mà trên khoa học người ta vẫn nghiên cứu được rằng nếu như mình quan hệ vào cái thời kỳ mà gần rụng trứng thì khả năng con trai cao hơn, sau rụng trứng thì khả năng con gái cao hơn.
Nhưng mà với điều kiện là cái người nam giới phải có đầy đủ những sắc thể X và Y. Và nhưng cái người phụ nữ phải có kinh nguyệt đều. Dạ, kinh nguyệt đều. À, dạ, dạ. Có những người phụ nữ theo như các Tường biết là ví dụ kinh nguyệt không đều thì làm sao họ có thể áp dụng cái phương pháp sinh con theo ý muốn tự nhiên này được ạ? Đối với người phụ nữ thì vấn đề kinh nguyệt là hết sức quan trọng, bởi vì cái chu kỳ kinh nguyệt nó thể hiện được cái hoạt động của buồng trứng tốt hay không tốt. Dạ. Và nếu như mà kinh nguyệt không đều có nghĩa là buồng trứng đó hoạt động không tốt và nó liên quan tới cái nội tiết tố estrogen. Và nếu như mà lượng estrogen nó không đầy đủ thì khả năng là trong cái tháng đó thì trứng nó sẽ không dụng được. Do vậy thì những cái người mà kinh nguyệt không đều thì chúng ta phải hỗ trợ thêm cái nội tiết từ bên ngoài vào để làm sao cái vòng kinh nó đều được, và hàng tháng thì coi như đúng vào ngày đó thì trứng sẽ rụng ra. Do vậy người ta mới nói là những người mà cái vòng kinh mà nó quá ngắn, là dưới coi như là 25 ngày thì hầu như là trứng không có thể rụng được, bởi vì cái lượng nội tiết tố không đầy đủ. Hoặc là những người vòng kinh quá dài 40 ngày, trên 40 ngày thì cái hoạt động của buồng trứng rất là kém. Do đó thì thường cái chu kỳ kinh hiện nay mà người ta gọi là chuẩn nhất thì trong vòng 28 đến 30 ngày hoặc cùng lắm là tới 35 ngày mà thôi. Dạ. Ở lúc nãy bác sĩ có chia sẻ về cái việc là người phụ nữ có cái nội tiết estrogen. Estrogen nó không đầy đủ, dạ, làm cho rối loạn kinh nguyệt. Dạ. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn làm sao để người phụ nữ có được cái nội tiết này đầy đủ. Còn nếu như mà không đầy đủ thì chúng ta bổ sung hay là cung cấp thêm cho cơ thể bằng cái cách thức nào? Chắc chắn rồi, khi mà mình thấy nó không có đều mà cái khả năng thụ thai của mình sẽ thấp thì mình phải hỗ trợ thêm. Thì hiện nay mà xu thế hiện nay mà chị em rất là ưa chuộng và cũng như là thấy là sử dụng tốt thì mình dùng cái estrogen thảo dược mà thôi. Thì theo dõi các cái chu kỳ kinh thì mình sẽ thấy rằng là coi như là chu kỳ kinh nó sẽ đều hơn và quá trình rụng trứng mình sẽ có căn trứng được và mình có khả năng thụ thai nó sẽ cao hơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ ạ. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì những chị em phụ nữ, những gia đình mà chúng ta đang muốn có con thì cũng có thể áp dụng theo những cái phương pháp tự nhiên, cũng như cần thiết thì cũng có sự hỗ trợ từ Tây Y để có thể có được những đứa con giống như là mong muốn của mình. Chúc cho quý vị luôn có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin hãy gửi về chúng tôi cho chương trình ngày càng tốt hơn. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Ở đâu ra mà hửi bùa? Cái đó là nó phải xuất phát từ tự nhiên, hiểu không? Nói chung là phải canh ngày, canh bài đó hai vợ chồng đó. Chị bậy lắm đó nha chị đậu. Bà biết chị lỗi rồi. Dễ sợ luôn á. Bà cố gầm mặt rồi thấy không? Vậy á mà chị nỡ lần nào á chị kêu em á là hửi cái này đi, hả? Bất vệ sinh rồi lỡ em viêm mũi rồi sao hả? Chị bậy hết sức rồi, như chị muốn phá gia đình em, chị muốn cướp chồng em hay sao mà trời mà chị bắt em xài cái mùa hôi nách này vậy? Có chút xíu chuyện thôi bà dừng lên cái chuyện cướp chồng luôn rồi, cái chịu nổi không? Chồng bà giàu tới mồ đây, bà đòi bà thèm Linh cướp hả? Chồng bà Linh chồng mày hả? Không có cướp, cho tôi cũng có lấy nữa. Chồng tao lĩnh ngon chết bản lĩnh. Nghe nó nghe, nhưng mà nãy nó nói gì ịnh ịnh nữa vậy? Canh ngày hả? Nói chung là thì nhiều khi cái ngày đó đó hai vợ chồng ấy nhau á thì nó ấy hay là cái gì ngày vậy? Đó quá, chuyện gì cũng hỏi được đó. Bà mắc cỡ nổi gà luôn, hiểu không? Hả? Rồi có những ngày á, ngay cái ngày trứng rụng nó sẽ ra con gái. Sao biết trứng rụng? Thì đó là canh ngày bà. Tụi bà muốn đi dạy học canh là mình phải biết cái chế độ canh. Thế đó canh sao? Đỡ lỗ tai ngay cái bụng. Ừ, canh gì mà nghe rụng một cái bít phóng lên là phóng lên sự mà bà ơi, nói chung canh là canh theo chu kỳ, đừng nghe lời bà, nghe tôi nói. Dạ. Canh là canh theo chu kỳ mà cái chu kỳ của mình nó phải điều hòa thì mình canh nó mới chính xác. Dạ. Mà muốn điều hòa là sao? Mình phải bổ sung cái nội tiết tố, phải không? Estrogen chỉ cho này à. Còn cái vụ này á là cái này quyết chi không tâm lý. Cái mùa là tâm lý mẹ là thôi. Thôi tâm lý gì? Chứ ông có ông thầy ba nào kẹp nách tôi kẹp vô không á. Bà kẹp bà? Thơm phức cũng tình. Thôi hèn gì nữa nhìn đầu lắm chứ. Thơm phức. Trời ơi chết tôi cứu. Thơm không? Trời ơi nặng mùi muốn chết luôn tôi cái gì. Thơm. Bây giờ em hứa với hai chị á, em về em nghe lời chị á, em mua cái bổ sung cái tinh chất mầm đậu nành. Nành nha chưa? Uống một thời gian. Biết sao không? Uống cái đó là để cân bằng nội tiết tố trong người mình. À. Thì cái chu kỳ của bà điều hòa, bà điều hòa thì bà canh ngày nó mới chính xác, hiểu trời không? Trời ơi, tao nói câu y chang vậy mà mày nói lợi chi vậy? Thôi được rồi, cảm ơn hai chị. Chúc đi về mua liền. Ừ. Chúc đi lộn vui vẻ. Dạ mua không? Chị về nè chưa? Bán lên chất mình đâu nằm ông nội ơi. Thật tuyệt vời, vết sạm mơ đi, da mình sáng mình hẳn lên.
không còn bốc hỏa, mất ngủ đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xong ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới với tính chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể chữa bệnh? Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, hân hạnh tài trợ chương trình này.